Chào các bạn, chiều hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Và lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại một cô bạn của năm mới luôn các bạn. Một nhân vật cũng rất là quen thuộc luôn các bạn ơi. Đó không ai khác, đó chính là cô Sủ của chúng ta, Ox, nhân vật của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ván trượt thì cô bạn của chúng ta sẽ sử dụng cái ván trượt không phải của năm mới các bạn, mà sẽ sử dụng cái ván trượt đó chính là cái ván trượt Cool Fire. Cái ván này đây, nó có cái tính năng Super Beat và Double Zoom các bạn. Cái này đây. Và mình sẽ sử dụng cái bản này. Còn nhạc nền thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức cái bài nhạc nền ở cái bản update Luna New Year nha các bạn. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một người bạn cũng rất là quen thuộc của kênh luôn các bạn, đó chính là bạn Thụ Quang. Xin chào bạn Thụ Quang nhé. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Iceland nha các bạn, vì sáng nay chúng ta đã khám phá Super City Smart rồi. Và trước khi khám phá thành phố Iceland thì mình cũng xin chúc cho bạn Thụ Quang có một năm mới luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới này nhé. Còn bây giờ thì xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Thank you.